Minh Hậu xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, tìm hiểu về chủ đề bệnh sởi ở trẻ em. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề sắp thảo luận, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyễn Minh Luân. Xin chào bác sĩ ạ. Xin mời bác sĩ sẽ giới thiệu thêm về bản thân của mình ạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình, chào MC. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyễn Minh Luân, đang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Đầu tiên thì chắc em sẽ mời bác sĩ chia sẻ thêm về cái khái niệm bệnh sởi ở trẻ em là gì ạ? Bệnh sởi ở trẻ em là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, đặc trưng bởi những một số triệu chứng như là sốt, phát ban toàn thân và các triệu chứng viêm lông về viêm kết mạc, ho, sổ mũi, viêm lông đường hô hấp. Thì bệnh này có khả năng lây lan rất là mạnh và có thể lây nhiễm từ cái giai đoạn mà bệnh nhân ủ bệnh tới giai đoạn bệnh nhân phát bệnh ra toàn thân. Virus có thể lây lan mạnh nhất vào cái mùa đông xuân, nhưng mà những năm gần đây thì có thể là lây lan cả ở những thời điểm khác trong năm. Bởi vì do cái lỗ hổng miễn dịch khi mà chúng ta tiêm vaccine không đầy đủ. Bác sĩ có thể nói thêm về cái dấu hiệu mà trẻ bị bệnh sởi. Trẻ bệnh sởi đầu tiên trẻ sẽ có một số triệu chứng như viêm lông đường hô hấp, như là viêm kết mạc, mắt, ho, sổ mũi. Sau đó là trẻ có thể sốt từ vừa tới sốt rất là cao. Và một trong những dấu hiệu đặc trưng nữa là trẻ có thể phát ban ra. Thì cái đặc điểm phát ban của sởi á, nó sẽ phát ban từ cái vùng chân tóc, đặc biệt là sau tai. Phát ban dần dần lan xuống toàn thân, lan xuống hai chân, hai tay. Và khi mà cái ban nó lặn đi sẽ lại để lại những cái vết thâm, vết lằn và phải mất vài tháng sau nó mới lặn dần. Dạ, bác sĩ cũng chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề phát ban. Vậy em xin mời bác sĩ chia sẻ thêm về sốt ban là gì và cách phân biệt bệnh sởi với lại sốt ban nó khác như thế nào ạ? Đây là câu hỏi cũng rất là thường gặp, gây bối rối cho các quý vị phụ huynh và một số bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm về bệnh sởi. Đầu tiên á, sốt phát ban như cái tên của nó là sốt và phát ban. Thì đây một cái bệnh gây ra khá bởi rất là nhiều tác nhân, chủ yếu là virus thôi. Thì sốt phát ban á, đa số là trẻ sẽ chỉ sốt thôi, sốt vừa tới nhẹ, một số trường hợp ít thì có thể sốt cao. Tuy nhiên thì rất thường ít khi thấy sốt cao lắm. Và khi mà trẻ khoảng vài ngày đầu sau khi trẻ sốt xong mà trẻ hạ sốt rồi thì bắt đầu trẻ sẽ phát ban ra toàn thân. Thì những cái ban này thường sẽ không có gây khó chịu gì nhiều cho trẻ, và lúc mà trẻ phát ban vậy ra trẻ sẽ hồi phục dần và vui vẻ, tươi tỉnh, ăn uống tốt lên. Khoảng vài ngày sau khi phát ban thì cái ban nó sẽ lặn dần và không để lại dấu hiệu gì hết. Trong khi sởi thì có những cái đặc điểm khác biệt. Đầu tiên là khi mà trẻ phát ban ở sởi là trẻ vẫn còn sốt rất cao và trẻ rất mệt, rất đừ, không có vui vẻ, tươi tỉnh như cái sốt phát ban. Thứ hai, trẻ sẽ có những triệu chứng kèm theo rất là nặng nề như là viêm lông đường hô hấp, viêm kết mạc rất là nhiều, chảy nước mắt, chảy nước mũi và ho rất nặng. Tiếp nữa, khi mà những cái ban của sởi, nếu mà trẻ không có bị biến chứng gì hết mà khi mà những ban nó lành lại dần thì nó sẽ để lại những cái vết thâm, và người ta dân gian ta gọi là những cái vết lằn da hổ á, thì những cái vết thâm nó sẽ mất từ vài tuần tới vài tháng nó mới lặn hết được. Đó là những dấu hiệu đặc trưng, rất là đặc trưng, thì có thể là phân biệt giữa sởi và sốt phát ban. Dạ, em thấy cái vấn đề là sốt phát ban nó cũng rất là nguy hiểm, đặc biệt là bệnh sởi. Vậy cho em hỏi thêm rằng là khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện sau khi mình biết là có dấu hiệu bệnh sởi rồi ạ? Một số trẻ bệnh sởi nếu mà không có những dấu hiệu nặng thì vẫn có thể chăm sóc và điều trị tại nhà với điều kiện cách ly tốt và chăm sóc vệ sinh tốt. Tuy nhiên nếu mà khi mà ba mẹ theo dõi và điều trị tại nhà mà thấy những cái dấu hiệu trở nặng của trẻ, đầu tiên là những dấu hiệu về thở nhanh, thở mệt. Khi trẻ thở nhanh, thở mệt thì có khả năng trẻ có mắc một cái biến chứng khá là thường gặp và nặng trong sởi, đó là viêm phổi. Thì khi mà trẻ bắt đầu thở nhanh, thở mệt thì chúng ta nên đưa tới bệnh viện để kiểm tra nếu mà trẻ mắc tình trạng viêm phổi, rồi có thể là phải nhập viện điều trị. Thứ hai là trẻ có khả năng sốt rất là cao và khó hạ. Khi mà chúng ta đã dùng mọi biện pháp có thể rồi, ví dụ như là dùng thuốc hạ sốt, lau mát hạ sốt, hoặc là cho trẻ uống nhiều nước để thoáng cơ thể, nhưng mà trẻ vẫn không thể hạ sốt được, sốt rất là cao, đó là một tình trạng rất là bất lợi, cũng nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Thứ ba nữa, khi mà trẻ cảm thấy mà lơ mơ, ly bì, hôn mê hoặc nôn ói rất nhiều, không tỉnh táo, cũng có khả năng mắc một số biến chứng nghiêm trọng, trong đó là viêm não, thì nên đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.
đó là những cái triệu chứng nghiêm trọng mà có thể là ba mẹ phải chú ý và đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ cho em hỏi thêm rằng là biến chứng nguy hiểm của trẻ khi mà bệnh sởi như thế nào ạ? Bệnh sởi là một bệnh có khả năng gây ra khá là nhiều biến chứng nguy hiểm. Dạ. Đầu tiên đó là viêm phổi. Đây là biến chứng thường gặp nhất và có thể khả năng trở nặng, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng chưa có tiêm ngừa sởi. Thì khi mắc viêm phổi, trẻ có thể dẫn đến tình trạng siêu hấp và tử vong. Đó là một biến chứng mà phải cần chú ý và phải điều trị khi mà trẻ mắc bệnh sởi. Biến chứng thứ hai có thể gặp ở những trẻ lớn hơn một chút, đó là viêm não, thì sẽ ảnh có thể để lại biến chứng lâu dài thì cũng nên phải điều trị tích cực. Biến chứng thứ ba có thể gặp ở những trẻ này là có thể virus sởi có thể tấn công lên tai, lên mắt, có thể gây tình trạng giảm thính lực, giảm thị lực về sau. Một biến chứng nữa là một trẻ có thể mắc một cái tình trạng gọi là suy giảm miễn dịch sau khi mắc bệnh sởi. Thì người ta thấy trung bình là một trẻ mắc bệnh sởi sau khi đó khoảng 6 tháng đến 1 năm sau đó, cá biệt có những trẻ 2 tới 3 năm thì trẻ ở trong một cái tình trạng gọi là suy giảm miễn dịch tạm thời. Thì khi đó cái hệ miễn dịch của trẻ không hoạt động được như bình thường nữa và dễ mắc những cái bệnh mà ở một cái tình trạng thông thường trẻ ít khi mắc. Và khi đó khi mắc những bệnh đó trẻ có thể trở nặng nhiều hơn. Cuối cùng, một cái biến chứng các bác sĩ rất là lo ngại đó là cái tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài gây còi cọc và khó hồi phục. Thì những cái biến chứng này thì có thể gây cái ảnh hưởng rất là nặng nề, là vì nó sẽ ảnh hưởng tới tầm vóc của trẻ, có thể là làm mất cái chiều cao, trẻ không thể lớn được và suy dưỡng nặng về sau cũng khá là nguy hiểm. Dạ. Trong lúc mà bác sĩ chia sẻ, một trong số những cái biến chứng của bệnh sởi thì em thấy có viêm não. Dạ. Bản thân em hồi đó thì cũng bị viêm não, cho nên em biết rằng là cái biến chứng của bệnh sởi nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà em biết là một số bậc phụ huynh sẽ có người biết dấu hiệu của bệnh sởi sớm, hoặc là có người là không biết luôn. Dạ, cho nên nó rất là nguy hiểm luôn. Mời bác sĩ sẽ chia sẻ về bệnh sởi nó sẽ gây nguy hiểm như thế nào nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời, hoặc là chúng ta không điều trị một cách đúng cách nào. Thật ra nếu bệnh sởi không gây biến chứng thì cũng đã là một cái bệnh nguy hiểm rồi. Thì đầu tiên là vì nó sẽ gây lây lan rất là dễ, bệnh sởi là một bệnh gây lan rất là mạnh luôn. Nếu mà bệnh sởi gây biến chứng thì ở một số cơ địa đặc biệt, bệnh sởi có thể gây tử vong. Đầu tiên là ở những trẻ rất nhỏ, nhất là những trẻ dưới 6 tháng tuổi, hệ miễn dịch của trẻ rất là yếu ớt. Mọi người biết là cái trẻ dưới 6 tháng tuổi thì gần như bé không có miễn dịch nhiều và đa số là bé sẽ sử dụng cái kháng thể từ sữa mẹ. Thứ hai nữa, những trẻ dưới 6 tháng tuổi, dưới 6 tháng tuổi thì sức đề kháng, cái sức chống chọi với bệnh tật rất là yếu. Nếu mà mắc những cái biến chứng của sởi, đặc biệt là viêm phổi, rất là dễ dẫn đến tình trạng tử vong. Thứ hai là những trẻ có cơ địa đặc biệt như là trẻ suy giảm miễn dịch, bị HIV, bị lao hoặc là bị những cái tình trạng mà không thể tạo được một cái miễn dịch thông thường như là ung thư máu này nọ. Thì những trẻ đó khi mắc bệnh sởi rất nặng và khả năng tử vong. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Vậy thì bác sĩ có thể cho em biết rằng là bệnh sởi ở trẻ em thì thường có lây hay không? Và nó lây qua cái đường nào? Rồi, đây là một câu hỏi kinh điển. Bệnh sởi là một bệnh lây lan qua đường hô hấp và lây cực kỳ mạnh. Bệnh sởi có thể được liệt kê là một trong những bệnh lây lan qua đường hô hấp mạnh nhất cùng với cúm. Người ta nghiên cứu thống kê trung bình một bệnh nhân sởi có thể lây lan cho từ 18 tới 20 người trong suốt quá trình bệnh sởi. Đó là một tốc độ lây lan cực kỳ mạnh. Vì các bạn cứ nghĩ là lây theo cái cấp số nhân mà cứ một người lên 18, 18 nhân 18 lên nữa thì ở một cái cộng đồng mà không có miễn dịch về sởi thì bệnh sởi bùng phát cực kỳ dễ dàng. Ngay cả một cộng đồng mà đã có chích ngừa sởi khá rồi vẫn có thể bùng phát thành dịch, chứ đừng nói là một cộng đồng không thể có miễn dịch gì. Dạ, nãy giờ thì bác sĩ chia sẻ những cái tác hại của bệnh sởi, em nghe mà em cũng rất là sợ luôn. Cho nên là em biết rằng là các vị bậc phụ huynh cũng như là các gia đình của mình rất là mong bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái cách phòng ngừa bệnh sởi ở trẻ em ạ. Cách phòng ngừa bệnh sởi như mọi người cũng đã được truyền thông rất là nhiều từ xưa nay rồi. Cách phòng ngừa duy nhất và hiệu quả nhất, tiêm vaccine, không có cách nào khác. Ngay cả chúng ta có thể cách ly bệnh nhân sởi, chúng ta có thể rửa tay, rửa chân, điều trị tích cực, nhưng mà mọi cái biện pháp đều không có ý nghĩa nếu mà chúng ta không tiêm vaccine, đặc biệt là tiêm đủ liều. Đối với những trẻ dưới 5 tuổi, người ta khuyến cáo tiêm ít nhất là 2 mũi vaccine, tùy vào cái liệu trình tiêm. Ở nước ngoài thì người ta tiêm bắt đầu tiêm từ 12 tháng tuổi thì có thể sau đó là nhắc lại một mũi là ok. Thì ở Việt Nam, bởi vì cái tính chất đặc thù của cái Việt Nam mình nên chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho các bé tiêm từ 9 tháng tuổi. Yeah. Sau đó mũi thứ hai sẽ là vào khoảng 18 tháng. Và nếu mà được thì tới khoảng 4 tới 5 tuổi thì tốt nhất là nên nhắc lại một liều thì sẽ củng cố cái miễn dịch tốt hơn. Và nếu mà tiêm đủ như vậy, trẻ nào cũng tiêm như vậy, nó sẽ có hai ý nghĩa. Đầu tiên thì những trẻ được tiêm đủ
thì khả năng mắc bệnh sởi rất thấp, và nếu mà xui quá có mắc thì nó triệu chứng cũng nhẹ nhàng hơn, giống như COVID vậy đó. Thứ hai, khi mà ở một cái cộng đồng, các bạn tưởng tượng là mình tiêm đủ hết rồi thì virus sởi không có khả năng lây lan nữa, tức là nó không có cơ hội để lây lan nữa, thì nó sẽ có ý nghĩa tốt, rất là tốt về mặt miễn dịch cộng đồng, sẽ làm cho cái bệnh sởi nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Người ta nghiên cứu là người ta hay nói là khoảng sau 4 năm thì cái bệnh sởi lại bùng lên một lần, thì giống như là chúng ta ngủ quên trên chiến thắng kiểu vậy. Tức là khi mà bệnh sởi bùng phát thì mọi người đưa trẻ đi tiêm rất là tích cực, nhưng mà sau đó lặn dần thì mọi người thấy chắc là không sao nữa. Nên có một số phụ huynh vì nhiều cái lý do, đôi khi cũng không trách được họ, công việc bận bịu hoặc là xa con cháu sống với ông bà, xa cha mẹ, không có theo dõi sát sao được, thì cũng chưa có đưa đi tiêm hoặc là quên mất cái mũi tiêm thứ hai. Thì đó là cái một trong những cái nguyên nhân mà sau khoảng 4-5 năm người ta nghiên cứu như vậy thì bệnh sởi có khả năng bùng phát trở lại hàng đợt dịch. Tôi biết là bệnh sởi nó rất là nguy hiểm, và hiện nay có một số gia đình á, thứ nhất là mình chưa có phát hiện được cái dấu hiệu của bệnh sởi, hoặc là mình biết là con em của mình bị rồi nhưng mà có thể là gia đình hoàn cảnh khó khăn, hoặc là mình chưa có kịp đến bệnh viện để mà điều trị. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cách chăm sóc bé tại nhà khi mà bệnh sởi không ạ? Rồi, đây là một câu hỏi cũng rất thường gặp của phụ huynh. Đầu tiên, bệnh sởi có thể chăm sóc tại nhà ở với điều kiện là đầu tiên là phải cách ly trẻ. Nếu gia đình có một trẻ khác thì phải tuyệt đối cách ly với trẻ đó, vì trẻ em là đối tượng rất là dễ lây sởi. Cách ly tốt, và thứ hai là khi mà chăm sóc cho trẻ thì người nhà chú ý một điều quan trọng là không có kiêng nước, kiêng tắm hay là kiêng ăn gì hết. Quan niệm dân gian của ông bà ta thì cứ thấy sởi là thấy cái ban phát ban thôi, ban khỉ ban này kia là kiêng gió, kiêng nước, kiêng tắm, thậm chí là kiêng ăn, sợ là dị ứng sợ này kia. Nhưng mà trong sởi, như đã nói trước, có một cái biến chứng là trẻ biến ăn, gây suy dinh dưỡng, còi cọc về sau. Một trong những lý do như vậy nữa là do mọi người hay kiêng ăn này nọ. Thì quan trọng là phải cho trẻ ăn uống đầy đủ, có thể chia làm nhiều cử, bởi vì một trẻ đang bị sởi thì trẻ sẽ rất là mệt mỏi, sốt cao, khó ăn uống. Mình có thể chia làm nhiều cử, có thể ăn những cái bất cứ cái gì, có thể ăn cháo, uống sữa, thậm chí trẻ không ăn uống sữa cũng được, và bổ sung nước thường xuyên cho trẻ. Nếu trẻ có sốt thì mình có thể dùng thuốc hạ sốt tại nhà, paracetamol. Một cái nữa là vẫn vệ sinh cơ thể cho trẻ như bình thường ha, tắm lau mình gì đó. Tại vì khi mà trẻ sốt cao phát ban như vậy, trẻ sẽ có tình trạng rất là khó ngứa ngáy, khó chịu cơ thể. Nếu mà lâu không tắm thì kia nguy cơ bội nhiễm trùng thêm trên da nữa, thì cả nguy hiểm cho quá trình điều trị. Dạ. Ở đây thì em thấy có một cái câu hỏi nó rất là thú vị. Em nghĩ là cũng là sự thắc mắc của rất là nhiều bậc phụ huynh. Để bé tiếp xúc với lại gió có thật sự là làm sởi lây lan nhanh và trở nặng hay không? Rồi, câu hỏi này có thể gây một số cái ý kiến trái chiều. Đầu tiên, kiêng gió ở đây nghĩa là gì? Kiêng gió ở đây nếu mà hợp lý là tránh đưa trẻ ra ngoài. Ra ngoài ở cái nơi công cộng này nọ thì nó sẽ gây lây lan, thì nó kiêng là đúng. Đưa ra ngoài gió mạnh, gió mưa bão này kia thì tất nhiên không tốt cho trẻ. Nhưng mà cũng không nên ở nhà mà đắp ủ hay là để trẻ trong một cái không gian kín hoàn toàn, đó là không nên. Tại vì sao? Khi mà một trẻ sốt rất là cao thì trẻ cần một cái nhiệt độ, một cái không gian thông thoáng để tỏa nhiệt, nên tuyệt đối là mình không ủ trẻ ha. Thứ hai là trẻ bệnh vậy là cái tâm lý trẻ cũng đã rất là stress rồi, rất là mệt mỏi rồi, thì mình có thể là cách ly nhưng mà cho trẻ một cái không gian đủ thông thoáng để trẻ thoát nhiệt, trẻ gọi là tâm lý đỡ nặng nề hơn, trẻ hồi phục tốt hơn. Em bé cũng có suy nghĩ, cũng có căng thẳng của nó chứ không phải là nó không biết gì đâu. Nên cái kiêng gió hợp lý ở đây là không đưa trẻ ra nơi công cộng để có thể lây lan, hay là đưa ra ngoài trời gió mạnh thôi. Còn ở trong nhà vẫn nên một di chuyển một cái không gian thông thoáng có thể để cho trẻ hít thở, cho trẻ thoát nhiệt, để trẻ giảm sốt, trẻ vui vẻ, trẻ đỡ căng thẳng hơn trong quá trình điều trị. Dạ, đối với một số trẻ em đã điều trị bệnh sởi rồi thì em có biết rằng là nó có nguy cơ phát ban lại lần hai không ạ? Không hết, đa số các trẻ bị sởi một lần rồi sẽ không bị lần hai, trừ một số trường hợp đặc biệt như trẻ suy giảm miễn dịch hay là trẻ có một tình trạng cơ địa đặc biệt mà không thể tạo kháng thể sau lần đầu á, thì có thể mắc thôi, nhưng mà trường hợp rất là hiếm. Dạ, em rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ của bác sĩ. Dạ, và đây chắc chắn cũng là những cái lời chia sẻ rất là quý báu đối với các bậc phụ huynh cũng như là một số gia đình hiện nay có trẻ em bị bệnh sởi. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã hết. Rất là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyễn Minh Luân đã chia sẻ những cái thông tin bổ ích về chủ đề bệnh sởi ở trẻ em. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Chương trình xin được gửi tặng bác sĩ một món quà vô cùng đặc biệt,
đó là voucher trải nghiệm ứng dụng AI Doctor Assistant. Đây là một ứng dụng trợ lý đắc lực cho bác sĩ, tích hợp công nghệ AI tiên tiến nhất đến từ nhà tài trợ Doctor Network. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong số phát sóng tiếp theo của chương trình.